Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái ví mềm SafePal. Trước hết, quý vị hãy tải cái ví SafePal này về này. Quý vị sử dụng điện thoại iPhone, quý vị hãy vào App Store để tải. Còn quý vị sử dụng điện thoại hệ điều hành Android thì quý vị vào CH Play để tải nó về. Quý vị chọn mở luôn này. Và ở đây quý vị chọn cái ví phần mềm này. Nếu quý vị chưa có ví phần cứng, và quý vị lưu ý ví phần cứng là quý vị mua cái thiết bị phần cứng để lưu trữ của Binance. Thì hiện tại ví phần cứng này họ cũng đang bán ở trên thị trường rồi đấy ạ. Rồi, quý vị bấm vào ví phần mềm này. Quý vị chọn tiếp theo này. Ở cái ô này quý vị ấy nhập cái mật khẩu này. KTV sẽ nhập cái mật khẩu. Và cái video này KTV chỉ làm mẫu thôi. Còn mật khẩu của quý vị như nào thì quý vị hãy tự đặt. Ok, quý vị chọn đăng. Quý vị bấm vào tôi đã đọc và chấp nhận này. Rồi quý vị cài đặt bảo mật bằng vân tay này. Quý vị cài đặt bảo mật bằng xác nhận hình vẽ. Quý vị bấm vào bắt đầu hành trình này. Rồi quý vị bấm tiếp ví phần mềm này. Rồi quý vị chọn vào cái tạo ví đây này. Đó. Tạo ví để tạo một cái ví mới. Còn nếu quý vị đã có cái key rồi thì quý vị có thể chọn các mục bên dưới để quý vị nhập key. Đây, quý vị bấm vào dấu cộng này. Quý vị nhập cái mật khẩu mà quý vị đặt đấy ạ. Rồi đây quý vị đặt cái tên ví. Ở cái số lượng cụm từ ghi nhớ quý vị để mặc định là 12 hoặc 24 thì tùy quý vị. Ở đây KTV sẽ để là 12 đi. Quý vị tích vào cái pass đây này, pass play này. Rồi quý vị nhập cái cụm từ mật khẩu. Rồi nhập xong, quý vị bấm vào xong này. Ok, ví mới đã được tạo. Bây giờ quý vị hãy sao lưu cái cụm từ ghi nhớ vào này. Sao lưu này. Và quý vị lưu ý cái phần này này. Đó. Nếu quý vị làm mất từ ghi nhớ, bạn có nguy cơ mất tài sản vĩnh viễn. Vui lòng sao lưu cụm từ ghi nhớ và cất giữ ở nơi an toàn, đảm bảo không có bên thứ ba hoặc máy ảnh xung quanh trong quá trình sao lưu. Khi ứng dụng này bị xóa dữ liệu, ví cũng sẽ bị xóa theo. Rồi quý vị tích vào. Rồi quý vị chọn đã hiểu. Đó, và quý vị hãy sao lưu cái cụm từ này vào này. Ok chưa? Quý vị có thể chụp ảnh này, hoặc là quý vị lấy giấy bút ra. Thì ở đây cái video này KTV chỉ làm để quý vị tham khảo thôi. Còn cái cụm từ ghi nhớ của quý vị thì quý vị phải cất đi và không để cho ai biết, không để lộ. Rồi quý vị bấm tiếp theo này. Rồi bây giờ quý vị nhập lại cái cụm từ ghi nhớ vào đây. Số 1 này. Số 1 là gì đây? Tiếp số 2. Rồi số 3. Số
Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Số 10. Số 11. Rồi, quý vị bấm tiếp theo. Vâng, vậy là KTV và quý vị vừa tạo xong một cái ví mềm SafePal. Tiếp theo là cái phần rất quan trọng này. Đó là cái phần đồng bộ. Khi quý vị mất điện thoại hay là quý vị thay đổi điện thoại thì quý vị hãy lấy cái private key để đồng bộ. Đây. KTV sẽ mở lên này. Và KTV sẽ đồng bộ này. Quý vị chọn vào ví phần mềm này. Quý vị chọn nhập qua cụm từ ghi nhớ này. Đây, quý vị đánh cái mật khẩu. Rồi, quý vị nhập cái cụm từ mà quý vị này. Okay, quý vị nhập lại cái tên ví này. Rồi quý vị bấm vào cái phần Pass Play này. Và quý vị nhập đúng cái mật khẩu mà quý vị đã đặt ở cái lần đầu tiên mà quý vị đăng ký tạo cái ví mới đấy ạ. Rồi, quý vị chọn nhập dữ liệu ví. Đó, ok. Vậy là quý vị đã đồng bộ xong cái ví. Về cái phần gửi nhận. Phần gửi nhận thì nó cũng tương tự như cái ví chớt hoặc là cái ví MetaMask rồi ạ. Còn cái phần thêm đây này thì quý vị có thể bật tắt các token. Quý vị có thể đánh tên mã token hoặc là đánh cái dán cái smart contract vào đây. Đó. Và thêm nó vào. Và cái ưu điểm của cái ví này là nó tích hợp luôn lại cái với lại cái sàn Binance. Quý vị có thể chơi trực tiếp trên cái sàn này. Đó. Rồi và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.